Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Một môi trường giáo dục lý tưởng trong việc hội nhập, cơ hội giao lưu các nền văn hóa khác nhau, giúp cho các du học sinh quốc tế đang trong độ tuổi khám phá tri thức xã hội, định hình được tính cách nhân sinh quan song hành với tri thức học tập trong một đất nước an bình. Ngành giáo dục chất lượng cao của New Zealand kết hợp với môi trường học tập an toàn đã làm cho New Zealand trở thành một sự lựa chọn lý tưởng cho những học sinh trung học mong muốn tìm kiếm một bằng cấp tốt cho tương lai. Hệ thống giáo dục của New Zealand dựa trên hệ thống giáo dục có uy tín của Anh Quốc. Nó cung cấp cơ sở vật chất, nguồn tư liệu và đội ngũ giáo viên giảng dạy hàng đầu thế giới. Chất lượng giáo dục của New Zealand được đánh giá cao và đã được công nhận là một trong số các nước có đông đảo sinh viên lựa chọn để làm nền tảng cho bậc học trung học tiếp tục bậc học cao hơn. Hệ thống giáo dục của New Zealand dựa vào một số nguyên tắc mang tính định hướng sau đây. Các mô hình phù hợp với văn hóa ở bậc mẫu giáo, giáo dục miễn phí và bắt buộc ở bậc tiểu học và trung học cho công dân New Zealand và người định cư dài hạn, công bằng trong việc lựa chọn sinh viên vào bậc đại học, phù hợp về mặt chi phí, bằng cấp được đảm bảo về mặt chất lượng có giá trị trên toàn thế giới. Hệ thống giáo dục trung học của New Zealand rất tương thích với hệ thống giáo dục trung học quốc tế. Chứng chỉ trung học phổ thông của New Zealand có thể so sánh với những chứng chỉ như là A-level của Anh Quốc hay chứng chỉ trung học phổ thông ở một số bang của Úc. Tiếng Anh được giảng dạy như là ngôn ngữ chính trong hầu hết các trường ở New Zealand. Và để chi tiết hơn về thủ tục, hồ sơ điều kiện du học tại New Zealand như thế nào, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629. Ở New Zealand, mỗi học sinh trung học đều được hỗ trợ nhiệt tình. Số lượng học sinh trong mỗi lớp học tương đối thấp, giáo viên quan tâm chú ý đến từng cá nhân học sinh nhiều hơn. Học sinh được định hướng như những cá thể vừa có khả năng tiếp thu từ các điều kiện bên ngoài, lại vừa có khả năng suy nghĩ một cách độc lập. Học sinh được hướng dẫn làm thế nào để phát huy được thế mạnh bản thân và đưa ra những ý tưởng độc đáo nhằm cho mình một nghề nghiệp lý thú trong tương lai. Đối với học sinh quốc tế, ngoài việc được quan tâm trong lớp học, mỗi sinh viên còn được quan tâm chú ý trong giờ học, là quốc gia đầu tiên thông qua những điều khoản nghiêm ngặt về việc đặt ra những các tiêu chuẩn cho sự quan tâm chăm sóc đối với du học sinh nước ngoài cả khi trong và ngoài lớp học. Và ngoài ra còn có các chương trình dành cho các học sinh có độ tuổi từ 13 đến 18, bắt đầu từ lớp 9 đến lớp 13. Và đây cũng là sự khác biệt trong hệ thống giáo dục của đất nước New Zealand so với các nước trên thế giới. Một năm học được chia thành 4 học kỳ, năm học của các trường ở bậc này thường bắt đầu vào cuối tháng 1 đến giữa tháng 12 của năm. Và sau khi hoàn thành chương trình, học sinh sẽ nhận được chứng chỉ NCEA và chứng chỉ hoàn thành chương trình học quốc gia hay là chứng chỉ quốc gia. Hiện nay, nhiều học sinh quốc tế đăng ký ghi danh vào học các lớp cuối trung học để chuẩn bị vào học chương trình định hướng tại New Zealand hoặc các nước nói tiếng Anh. Và học sinh Việt Nam nói riêng và học sinh quốc tế nói chung, nếu hoàn tất thành công chương trình lớp 12 và 13 tại chương trình trung học New Zealand, sẽ không phải cung cấp thêm bất cứ văn bằng và về kỹ năng Anh ngữ để vào được đại học. Mọi thắc mắc về vấn đề du học tại các nước như là Mỹ, Úc, Canada hay Singapore v.v. các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường tại Việt Nam, công ty tư vấn du học quốc tế Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc tham khảo thêm qua các trang web của công ty tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, ngoài ra không có chi nhánh nào ở các tỉnh phía Bắc.